Entonces, mira.
Chú xem nào. Ừ, cá to thế nhỉ? Cháu câu ở đâu ấy? Câu ở suối. Ừ, có to nhỉ? Vâng. Thế cá này bán đây này, mang về. Bán. Bán này, bao tiền? Một con 100. Ừ, thế để cho chú nhé. Vâng. Ừ, cá suối ngon lắm đấy. Đây. Mưa gió này, lạnh lắm đấy. Đây, 200 đây. Nhà cháu ở đâu? Ở thế tiện đường chú đi cùng chú này. Trời mưa lạnh lắm đấy. Không ốm đấy.
Một tí mẹ nhà hải ngoan đi nhá. Một tí ăn kiếm đồ rồi cho mẹ ăn cơm cá.
Dạ cẩn bụ. Má nè. Cân lên à. Đá bỏ đấy nhá. Vâng. Ui. Lấy cái cân phải cân lên xem ạ. Là tôi mới hạ cân.
Yeah.
gì đây? Bắt lưới à? Nhiều thế. To đấy. Anh lấy con nào? Con này đây này. Lấy ba con. Lấy con nào? Anh lấy con này à? Lấy con nào? Ba con. Năm cân rưỡi. Năm cân rưỡi. Lại bác lấy. Nhiều đấy bác, còn thả lưới, vâng, 450 rồi.
Thank you.
lấy bao nhiêu tiền công? Thì bác bác cho 50.000 nhá. Vâng. Có mệt không? Có. Có thì để bác lấy cho một chén nước uống nhá. Vâng. Uống lên lên trên này uống khi nào đã mệt thì về. Em đợi chị nhá, chị lên trên kia xem ruộng nhá. Bye chị em nha.